Nếu lệnh đề tôi bất trung thì vua còn trông mong gì vào bề tôi nữa? Làm con bất hiếu thì cha còn trông mong gì vào con được? Chẳng bằng súc sanh cầm thú, sao có thể gọi là người được chứ? Mấy câu nói này, người hiện nay nghe thấy sẽ lắc đầu, nghe không lọt tai được. Người hiện nay không cho là như vậy, cho rằng kiểu nói này là lạc hậu rồi. Đây là văn hóa cũ rồi, cần phải đào thải hết. Phàm là người có kiểu quan niệm này, người có loại hành vi này, cho nên mới chiêu đến tai nạn rất lớn cho thế gian. Người biết trung hiếu, hiểu được cái đạo lý này, người biết được chân tướng sự thật, không những không dám làm càn làm bậy, mà ngay cả một niệm tà tư cũng không cho phép, thì làm sao có thể tạo nghiệp? Tạo tội nghiệp cực nặng thì càng không phải nói đến rồi. Những ý nghĩa này, các đồng học chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều, quan sát nhiều, thể hội thật kỹ, sau đó mới biết giáo huấn của thánh nhân là chí chân chí thiện. Chúng ta quyết không thể mê vào thế tục. Mê vào thế tục sẽ chiêu đến khổ báo không có cùng tận. Có lẽ các vị cũng biết, xưa nay trong ngoài nước có rất nhiều lời tiên tri đều tập trung vào thời đại này, đều nói cái thế gian này sẽ có tai nạn. Người học Phật chúng ta không tin lời tiên tri, người học Phật tin nhân quả. Nhân như vậy thì quả như vậy, báo như vậy. Phật không nói lời tiên tri, Phật nói nhân quả. Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định được ác báo. Nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. Trung hiếu là thiện, trung hiếu là đại căn đại bản của thiện. Cái chữ này không thể không nói nhiều một chút, phải nhận biết nó rõ ràng. Hai chữ này ở trong nguyên tắc chế tạo văn tự Trung Quốc đều là thuộc về hội ý. Văn tự là ký hiệu, bạn nhìn thấy cái ký hiệu này liền thể hội được hàm nghĩa ở trong ký hiệu. Trung là trung tâm, không thiên lệch gì bên nào. Vậy chúng ta dụng tâm như thế nào? Trung là chân tâm, thiên lệch thì chính là vọng tâm. Cái chữ này là dạy chúng ta dùng chân tâm. Chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm, tâm mà thanh văn duyên giác dùng là gần giống chân tâm, vẫn chưa đạt đến thuần chân. Phàm phu lục đạo dùng là vọng tâm, không phải chân. Cho nên cái ý nghĩa này rất là sâu xa. Cái chữ hiếu này
là bảo chúng ta thể hội chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là như thế nào vậy? Các bạn thử xem hình dạng của chữ này. Phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Ý nghĩa này nói với chúng ta rất rõ ràng. Thế hệ trước và thế hệ sau là một thể, là hiếu. Thế hệ trước với thế hệ sau chia rẽ là bất hiếu. Từ cái ý nghĩa này suy ra tiếp là thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa. Quá khứ vô thủy, thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là một thể. Đây là hiện tượng gì? Không phải là Phật ở trên kinh đã nói với chúng ta. Tình hình của pháp thân, tự tánh hay sao? Trên kinh Đại Thừa thường nói, ba đời mười phương chư Phật cùng chung một pháp thân, chính là chú giải hay nhất cho cái chữ này. Hiếu nghĩa là gì? Chính là ba đời mười phương chư Phật cùng chung một pháp thân. Tôi thường nói, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Đây chính là chữ hiếu. Cái ký hiệu này đã nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hiểu rõ cái chân tướng này là bạn đã nhận thức được đạo hiếu rồi. Hai chữ này hợp chung lại chính là Phật Pháp vô cùng viên mãn. Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm nói điều gì? Hai chữ trung hiếu mà thôi. Không chỉ là tất cả Pháp mà Thế Tôn đã nói, không lìa hai chữ này. Ngay cả Pháp tàng vô tận mà mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói cũng là hai chữ này mà thôi. Hai chữ này làm sao nói hết được? Chư Phật Như Lai đồng loạt nói, cùng nhau nói, nói vô lượng kiếp thì hai chữ này vẫn nói không hết. Chúng ta ngay cả ý nghĩa thô thiển của hai chữ này còn không thể hội được thì chẳng trách tu học công phu không đắc lực. Nghiên cứu kinh điển, nghe giáo lý không thể khai ngộ. Nghiên cứu kinh điển, nghe giáo lý không thể khai ngộ là do không hiểu biết đối với hai chữ này. Niệm Phật tu hành công phu không đắc lực là do hai chữ này chưa làm được một chút nào cả. Cho nên hai chữ này bạn hiểu biết rồi, bạn sẽ khai ngộ. Hai chữ này làm được rồi, bạn sẽ có thể tu hành chứng quả. Cho nên hai chữ này chúng ta cũng phải dùng nhiều thời gian một chút để giới thiệu với các vị đồng tu. Trên thực tế, chỗ tôi biết cũng không nhiều. Tôi có thể thể hội được mấy phần, tôi cũng chỉ có thể làm được một hai phần mà thôi. Chú giải tiếp theo nói, loài người tuy đáng dự vào tiên phẩm, ắt cần phải trải qua nhiều năm tháng. Chỉ có kẻ tụ trung, tụ hiếu, hôm nay tạ thế, ngày mai liền sanh cõi trời. Người biết làm bề thôi, làm con trung hiếu,
tiết tháo, cao cả. Ta có biết đây là càng là cội gốc để được siêu độ ư? Lời nói này rất hay, nói đúng, không sai. Đây là nói đến tu hành. Cảm ứng thiên là của đạo giáo. Đạo giáo tu hành mục tiêu là thăng thiên. Bước vào câu lạc bộ của thần tiên cũng rất là hiếm có rồi. Sanh thiên không đơn giản. Ở trong Phật Pháp nói, trời dục giới phải tu thập thiện tứ vô lượng tâm. Trời sắc giới còn phải tu tứ thiền bát định. Nhưng mà người sanh ở đời có thể tận trung tận hiếu, không cần tu hành, sau khi chết rồi thì tự nhiên sẽ sanh thiên. Lời nói này là sự thật. Người chí trung chí hiếu, sanh thiên phẩm vị cũng cao. Hay nói cách khác, nếu như bất trung bất hiếu, tùy tu thập thiện tứ vô lượng tâm cũng không thể sanh thiên.